Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình đào tạo pha chế trên kênh YouTube của trung tâm đào tạo pha chế Barista Skill. Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng ta sẽ được học về món sinh tố xoài. Để nói về món sinh tố xoài thì đầu tiên là các bạn nên chọn xoài ngon. Xoài ở đây nếu như các bạn có thể lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn các loại xoài cát. Xoài cát, nếu mà xoài cát chu thì lại càng ngon, thơm. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần các nguyên liệu khác như là sữa tươi, sữa đặc, đường nước. Rồi các loại dụng cụ thì các bạn sẽ cần có máy xay sinh tố này, cốc để các bạn đựng này, ống hút này, một chiếc ca định lượng để các bạn có thể định lượng chính xác được các loại sữa, và cuối cùng đó là dao để các bạn có thể gọt cũng như là cắt các cái miếng xoài để cho nó mềm hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt các bước để chúng ta có thể đi pha được cái món sinh tố xoài này. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy cối xay xuống nhé, và chúng ta sẽ cắt nguyên liệu cho vào trong cối xay. Cái việc đầu tiên là các bạn sẽ phải làm đó chính là chúng ta sẽ gọt và cắt xoài. Cái lượng xoài các bạn chú ý này, đối với một ly sinh tố thì chúng ta sẽ sử dụng một lượng xoài là 80g. Đấy, tương đương với lại đối với cái quả xoài này tương đương với một má của quả xoài. Các bạn nhớ là gọt kỹ cái phần vỏ ở bên ngoài, vì nếu như mà sót ấy, thì nó sẽ bị đắng và bị chát. Chúng ta sẽ gọt kỹ nhé. Các bạn thấy này, cái khi mà chúng ta gọt xoài ra mà xoài thơm và vàng thì tương đương với nó là cái cốc sinh tố của chúng ta nó sẽ rất là ngon. Cái lượng xoài này thì các bạn cứ ta sẽ cắt một vài lát như vậy. Chúng ta sẽ cho thẳng. Rồi, như vậy là nó sẽ tương đương với lại khoảng 80g cho một ly sinh tố. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó là cho sữa tươi. Sữa tươi thì đối với sinh tố xoài các bạn chỉ cần sử dụng khoảng 30ml thôi nhé, 30ml. Chúng ta nhớ sử dụng sữa tươi không đường để các bạn có thể điều chỉnh được cái lượng đường nó chính xác hơn. Nếu như các bạn sử dụng sữa tươi có đường ấy, thì đôi khi là chúng ta sẽ rất là khó để kiểm soát được cái lượng độ ngọt của cái hỗn hợp. Đương nhiên là chúng ta làm với lại hoa quả tươi thì bao giờ nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào hoa quả. Đối với xoài ngọt thì chúng ta sẽ sử dụng là ít đường thôi. Đường mình sẽ sử dụng là 10ml. 10 thôi các bạn nhé. Nếu như các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ bị ngọt quá. Tiếp theo là sữa đặc thì các bạn sẽ sử dụng là 20ml. Các bạn chú ý là sau khi mà chúng ta cho sữa đặc thì chúng ta sẽ sử dụng thìa, các bạn vét sạch cái phần sữa đặc ở bên dưới. Tiếp theo là đá bi. Các bạn sẽ cho cái lượng đá bi vẫn là 180g. Sau khi chúng ta đã cho toàn bộ nguyên liệu rồi thì chúng ta sẽ tiến hành xay đều. Ở một số chỗ người ta sẽ cho thêm một chút nước cốt dừa nữa, nhưng mà mình muốn giữ những cái vị hoa quả tươi cho nên là mình sẽ không cho cốt dừa. Như vậy là đã hoàn thành toàn bộ nguyên liệu của hỗn hợp này rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho lên và chúng ta sẽ xay đều hỗn hợp. Vẫn thao tác cũ là các bạn sẽ phút trước, sau đó thì chúng ta sẽ xay với tốc độ cao. Rồi, sau khi mà các bạn đã xay xong hỗn hợp thì chúng ta sẽ đổ hỗn hợp ra ly. Đối với cái hỗn hợp này thì các bạn mở ra, chúng ta hơi lắc nhẹ một chút, sau đó thì chúng ta mới đổ ra ly nhé. Các bạn hơi lắc nhẹ một chút này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào ly.
Bước cuối cùng là chúng ta sẽ cho ống hút vào và trang trí. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một ly sinh tố xoài rất là sánh và sệt. Mặc dù nó không được sánh sệt như sinh tố bơ, nhưng đây là đặc tính của hoa quả, cho nên là chúng ta cũng không mong chờ gì hơn. Về đặc điểm và tiêu chuẩn của một ly đồ uống này thì bao gồm có thứ nhất là màu sắc của nó không được quá nhạt màu do sữa đặc nhiều hoặc là sữa tươi nhiều, mà nó sẽ còn giữ được cái màu vàng nguyên chất của sinh tố xoài. Tiếp theo là cái hương vị nó phải là sự quyện hòa quyện giữa cái hương vị thơm của xoài cũng như là cái vị độ ngọt của đường và sữa đặc. Bây giờ thì mình sẽ thử để đánh giá chất lượng của ly sinh tố xoài mình vừa pha nhé. Rất là thơm, do không cho cốt dừa cho nên cái hương vị của nó rất là nguyên bản, vị thơm rất là nhẹ nhàng, vị ngọt cũng vừa phải. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy làm theo hướng dẫn và chúc các bạn thành công với món sinh tố xoài này. Các bạn cũng nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Barista Skill để đón chờ các video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúc các bạn có một mùa nghỉ Covid thật sự là mạnh khỏe. Xin chào.